Rất vui mừng được gặp lại quý anh chị khách hàng, quý anh chị các nhà đầu tư. Chào mừng tất cả mọi người cùng quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng, quay trở lại với một sản phẩm mới, một video mới trên kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng. Vâng, buổi chiều hôm nay thì Bảo Hoàng đang có mặt tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để chia sẻ đến cho quý vị một căn nhà phố mặt tiền kinh doanh. Hiện hữu tại một khu dân cư, một trục đường trung tâm buôn bán kinh doanh với nhiều mặt hàng được kinh doanh buôn bán nơi đây, cũng như là nhiều mặt tiền kinh doanh rất là sầm uất trên một trục đường cực lớn với chiều ngang 8m và hành lang từ mỗi bên 4m hành lang rất là rộng. Tại vị trí nơi đây thì các nhà chúng ta di chuyển ra vòng xoay An Phú với khoảng cách tầm 400m, cũng như là trục đường cực lớn, trục đường trung tâm trong khu vực là trục đường DT743. Và cũng tại vị trí nơi đây thì các nhà chúng ta giao nhau với những trung tâm tiện ích như là siêu thị, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, siêu thị Aeon, siêu thị Vincom, Plaza Dĩ An, hay là những trục đường lớn trong khu vực mà quý anh chị có thể lui tới thường xuyên để đến với những thành phố trong khu vực đó: thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, trong bán kính khoảng cách di chuyển tầm 5 km đổ lại, rất là gần để quý anh chị khách hàng có thể mua căn nhà này để ở và có thể mua đầu tư kinh doanh, rất là phù hợp trên một trục đường rất là rộng như thế này, thưa quý vị. Vâng, và hiện tại thì trên trục đường này, qua màn hình quý vị có thể thấy được rất nhiều cửa hàng đang kinh doanh như là tiệm cơm, quán cà phê. Và có một cái nhà nghỉ kế bên căn nhà của chúng ta. Căn nhà mà buổi chiều hôm nay Bảo Hoàng đã muốn chia sẻ đến cho mọi người đó là một tiệm bán mì mặt tiền đang kinh doanh, tiệm bán mì. Ngoài ra thì phía sau còn có một dãy phòng trọ phía sau. Vâng, căn nhà của mình đây thưa quý vị, với chiều ngang 5m và chiều sâu là 30m, tổng diện tích của căn nhà chúng ta là 150m, hướng nhà là hướng chính nam. Và mức giá dành cho căn nhà này thì chỉ có 4 tỷ 700 triệu đồng, mức giá còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Vâng, và ngoài ra thì căn nhà chúng ta còn giáp ranh với một ngã ba liên kề với một trung tâm thể dục thể thao của thành phố Thuận An rất là lớn ở nơi đây. Vâng, và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với hình ảnh chính của căn nhà của chúng ta. Vâng, đây được coi là một căn nhà để ở và đặc biệt là mua để đầu tư thì rất là phù hợp vì vị trí rất là đặc điểm của nó, giao nhau giữa hai một cái ngã ba và một cái ngã tư, và đặc biệt là trên trục đường rất là lớn, dân cư đông đúc và buôn bán mặt tiền kinh doanh như thế này thì rất là tuyệt vời. Vâng, với chiều ngang 5m và chiều sâu là 30m, hiện tại đang cho thuê mặt tiền làm tiền bán ở phía trước, và phía sau thì có một dãy phòng trọ phía sau với chiều dài là 30m, tổng diện tích là 150m². Vâng, và bây giờ thì Hoàng sẽ mời mọi người cùng vào bên trong. Di chuyển qua mặt tiền này, chúng ta sẽ đến với một hành lang để vào dãy phòng trọ của nhà mình. Dãy hành lang phòng trọ của nhà mình sẽ có một cái bộ cửa an toàn ở phía trước để dân cư sinh sống trong này có thể đóng mở nhằm đảm bảo vấn đề an toàn cho gia đình của mình trong không gian sinh sống của mình. Với một dãy phòng trọ, khá là sạch sẽ, an ninh, yên tĩnh.
Vâng, thú vị, vừa rồi là những hình ảnh về giải phòng trọ của nhà mình. Và Hoàng sẽ di chuyển ra gần hơn với mặt tiền của nhà mình để quý anh chị có thể quan sát hai bên mặt đường. Vâng, đây là vị trí hướng ra mặt đường của nhà mình.